Xin chào các bạn. Hôm nay mình cùng với em Tuệ Đan sẽ thực hành bài thực hành điều khiển chiếc ô tô này chạy bằng cách là bấm nút rẽ phải, rẽ trái và bấm hai nút thì tiến thẳng. Xin mời Tuệ Đan sẽ Xin thực hiện. chào tất cả các bạn. Những cái khối không cần thiết thì bạn Tuệ Đan đã xóa và bạn Tuệ Đan đưa vào ba khối khác. Ba khối đó là chi? Bấm nút A, nút B và nút A và B. Rồi, nút A và B. Đấy. Sau đó bạn Tuệ Đan sẽ chọn cái thư viện, chọn thư viện, chọn thư viện Tencent, gõ vào là thư viện của chúng ta là McQueen. Anh sẽ gõ giúp cho các em, cũng có thể gõ vào là robot cũng được. Anh muốn tìm kiếm nó ra luôn. Đấy. Sau khi chọn McQueen xong thì các em thấy cái thư viện màu xanh có chữ M hiển thị. Đây là những cái khối lệnh giúp các em có thể lập trình điều khiển chiếc ô tô vận hành được. Thứ nhất bấm phím A thì right là đúng rồi, bên phải chạy forward rồi, chỗ đó tốc độ là tối đa luôn là 255. Rồi khối thứ hai là bên trái sẽ dừng, tức là tốc độ bằng không, motor led đúng rồi bằng không, và như vậy đúng, các em không cần chỉnh sửa gì cả. Rồi tiếp theo bấm phím B thì bên trái là chạy. Đúng rồi, hiện led rồi. Chỗ đó là chạy tốc độ tối đa. Thêm một khối nữa là khối bên phải là dừng. Bên tương ứng với bên phải. Led là đúng rồi. Chứ thêm khối tiếp theo. Khối tiếp theo là chọn luôn đó, trái rồi chứ phải, phải right, không right, rồi dừng, rồi xong, bên trái dừng, bên phải chạy, tốc độ không là dừng. Khối tiếp theo là bấm cả A lẫn B. Bên trái chạy tốc độ tối đa. Rồi thêm một khối bên phải nữa, cũng tối đa nữa. Đối với điều khiển chiếc ô tô thì nó khó hơn những cái bài toán khác. Tuy vậy, bạn Tuệ Đan cũng đã cố gắng làm gần hoàn thành rồi. Và chỗ đó bạn Tuệ Đan sửa lại là bên phải. Cả sửa lại bên phải. Cả hai chỗ đều lệch luôn đấy. Đều right đấy. Rồi đúng. Rồi. Sau khi hoàn thành chương trình thì tiến hành lưu. Tiến hành lưu.
và gõ vào tên là TD. Đêm. Rồi Tuệ Đán đi. Rồi. Đêm. Ừ. Đúng rồi. Tiến hành lưu. Và trước khi lưu thì bạn Tuệ Đán sẽ cắm cái bộ lập trình vào. Đó. Em sẽ thấy được là bạn Tuệ Đán đang cắm bộ lập trình để lưu chương trình vào. Rồi. Sau khi cắm xong thì bạn Tuệ Đán sẽ tiến hành lưu. Đợi. Rồi. Và sẽ tìm đến cái ổ đĩa có tên là Microbit, chính là cái nơi lưu trữ chương trình của bộ lập trình mà các em vừa gắn nó vào máy tính. Đời hiện tại là đang nhấp nháy. Chừng nào kết thúc cái việc nhấp nháy này và trên máy tính sẽ báo một cái thông báo thì các em rút cái bộ lập trình này ra, hoặc là đèn không còn nhấp nháy nữa. Như vậy các em thấy trên màn hình có hiển thị một cái thông báo không? Đây, Microbit D là hoàn thành cái chương trình. Và các em sẽ mở ra và sẽ gắn vào chiếc ô tô. Rồi. Và rồi sau khi cập nguồn thì chúng ta sẽ thử nghiệm và anh thử bấm nút để kiểm tra ra cái chương trình này các em xem. Thứ nhất là bấm phím A thì các em thấy là bánh bên phải quay mà bánh bên trái dừng. Như thế này thì chứng tỏ là xe đang, nếu bỏ xuống thì xe sẽ rẽ hướng nào các em biết không? Đó. Đây. Bên phải chạy thì nó rẽ trái. Rồi. Tương tự anh bấm nút B thì bên trái chạy. Bên trái chạy thì có nghĩa là rẽ phải. Rẽ phải. Đấy. Wow, wow, wow. Rồi, rẽ phải. Các em thấy không? Đấy. Và cái bài tại cuối cùng là anh sẽ bấm hai nút. À, hai nút A và B cùng lúc. Thì các em thấy là hai bánh cùng chạy và xe sẽ tiến về phía trước. Đấy. Đấy. Yeah, các em thấy không? Đấy. Đấy. Các em thấy không? Đấy. Như vậy là chương trình của chúng ta do bạn Tuệ Đan thực hiện đã kết thúc. Chúc các em một cái kỳ nghỉ thật là vui vẻ. Bye bye các bạn hãy subscribe và đăng ký vào bấm chuông nha. Hay bye quá, bye. Cảm ơn các bạn.